đồng hồ Rolex Selinitam 39mm 50505. White Dial thể hiện một thiết kế vượt thời gian, có mặt số màu trắng sạch sẽ với các điểm đánh dấu giờ đơn giản hoặc kim mảnh mai, mang đến vẻ ngoài tinh tế và tối giản. Sự vắng mặt của cửa sổ ngày càng nâng cao tính thẩm mỹ gọn gàng của nó. Kích thước vỏ 39mm được cân đối cho một chiếc đồng hồ đeo tay, mang lại sự hiện diện cân bằng trên cổ tay. Được chế tác từ vàng Everose, hợp kim vàng hồng độc quyền của Rolex, vỏ máy toát lên sự sang trọng và ấm áp. Mặt số sơn mài trắng nguyên sơ và thanh lịch, kết cấu tinh tế của mặt số làm tăng thêm chiều sâu và sự quan tâm trực quan. Dây đeo bằng da cá màu nâu bổ sung cho sự sang trọng tổng thể của chiếc đồng hồ, mang đến sự vừa vặn và thoải mái. Khóa vàng Everose tạo nên nét gắn kết và sang trọng. Đồng hồ được trang bị Rolex Calibre 3132, một bộ máy cơ khí tự lên dây được biết đến với độ chính xác và độ tin cậy cao. Bộ máy này còn có dây tóc Parachrome và giảm sốc Paraflex giúp đảm bảo độ bền và độ chính xác với dự trữ năng lượng khoảng 48 giờ. Selinitam cung cấp quyền tự chủ đầy đủ cho việc sử dụng thường xuyên. Tinh thể sapphire chống trầy xước bảo vệ mặt số trong khi mang lại độ rõ nét tuyệt vời. Với khả năng chống nước lên đến 50m, đồng hồ được bảo vệ khi ngâm trong nước thời gian ngắn. Mặc dù nó không dành cho bơi lội hoặc lặn, sự thanh lịch tinh tế của Selinitam cho phép nó được đeo trong nhiều trường hợp khác nhau, từ những dịp sang trọng cho đến những môi trường giản dị hơn. Kỳ lân luxury, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.